Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục cứu thành công một cái này là men POC, men công nghiệp ha các bạn. Ở đây chúng ta thấy nó rất là lạ. Nó sử dụng là mức nguồn là 24V. Hầu như là máy công nghiệp POC là nó sử dụng mức nguồn 24V. Rồi cái men bo nó rất là nhỏ cho nên là cứu cũng khá là phức tạp. Rồi tôi đã cứu thành công ha. Cái này là cái chương trình chạy auto gì tôi cũng không rành lắm về cái chương trình của những cái máy công nghiệp hay là máy CNC gì đó. Rồi vậy là thành công nha. Rồi xin chúc mừng chủ máy. Xin chào các bạn.